Anh chào sếp ạ. Chào hỏi gì đi thôi. Ê, sếp khoan. Gì đấy? Sếp cứ ngồi xuống. Chưa họp được đâu sếp ạ. Sao? Phương đã đến đâu? Mấy giờ rồi? Rồi, con nhìn đây này. 9 giờ rồi mà lại chưa đến họp là thế nào? Tất cả tài liệu để ký kết hợp đồng là phải chuẩn bị chu đáo chứ. Ôi, sếp cứ yên tâm. Ở cái công ty này, em và Phương là hai người chu đáo nhất rồi ạ. Hợp đồng, tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị. Chỉ chờ Phương đến nữa là họp được rồi ạ. Cậu phải lưu ý nhé, cái thương vụ lần này là rất lớn. Cẩn thận chi tiết từng thứ dù là nhỏ nhất giúp tôi nhé. Sếp cứ yên tâm, em chắc chắn với sếp, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của em rồi. Được rồi. Dạ. Đâu rồi, làm cái gì mà mãi không đến công ty thế hả? Đến lâu rồi, việc gì đến đâu, đã nhìn thấy đâu? Đây thầy. Đâu? Đây thầy. Ui dồi. Đằng sau đây thầy. Chứ đến rồi mà sao không lên công ty đi? Để sếp hỏi từ nãy giờ đấy. Khổ quá, đi xuống dưới nhà lấy đồ ship. Lại lấy đồ ship? Ờ. Lúc nào cũng kêu là hết tiền, nghèo. Thế mà hở ra cái để lấy đồ ship. Tôi cứ vu lên như thế chứ tôi có bao giờ tôi nghèo đâu. Mà này, mấy cái cửa hàng quen của mình ý. Ờ. Eo ôi, đang xa lè đấy. Xa lè nhiều đồ đẹp lắm. Dồi ôi, làm sao bằng tôi được. Mở nách, phở dai đây. Tén tén. Ui dồi. Này, mát này. Xé nó ra, sống sang lên một tí xem nào. À, ai bảo ông là xé mác ra thì nó mới sang. Bây giờ nhá, sang là người ta phải để nguyên mác thế nhá. Đi thì phải tung tẩy người ta biết đấy, mình dùng hàng hiệu, được chưa? Không thích cái gì? Đại tao. Trời, thế hợp đồng chuẩn bị đến đâu rồi? Này, cái hợp đồng này là rất quan trọng đấy. Sếp sốt sáng từ sáng đến giờ, làm không cẩn thận ý, là vỡ mồm đấy. Làm sao mà ông phải lo lắng thế nhở? Ông đã giao nhiệm vụ cho tôi mà ông lại cứ phải căng thế nhỉ? Thế bây giờ slogan của chúng mình là gì? Nắm trong lòng bàn tay. Nó sao phải lo? Nói như thế là người ta yên tâm rồi. Thôi, về in hợp đồng đi, sếp đang giục đấy. Đi luôn. Ten ten ten. Gì mà lắm mêu này nhỉ? Ô, ông ơi, thế nào mà World Bank thì gửi cả mail cho tôi được không này? Hả? World Bank xin kính chào quý khách hàng thân thiết. Chúng tôi đã gửi mẫu điều tra 100 người tại Việt Nam và bạn là một trong 10 người may mắn nhất được lựa chọn. Bạn sẽ nhận được một phần quà trị giá 500 đô và một thẻ Visa mệnh giá 5.000 đô. Ôi dồi ôi. Nhiều ôi tiền thế à? Ôi, tiền. Để tham gia chương trình tri ân nhận quà, hãy bấm vào link dưới đây, thực hiện khảo sát và điền thông tin cá nhân của bạn. Cở link. Ê, khoan. Cứ bình tĩnh đã nào. Mình phải xác định thông tin, mình phải xác minh thông tin xem có chính xác không đã chứ. Không có chuyện tự dưng mà nó gửi nhiều tiền cho mình như thế đâu. Vô lý, nó gửi cho bà sao lại không gửi cho tôi nhỉ? Thì đây là do ăn ở. Tôi biết thừa nhá, ông là ông hơi bị ga to đúng không? Ông không ăn được, ông định đào đổ đúng không? Ừ. Đi xe ra kia đi. Tự dưng thì có cái món hời ra vào đầu thì không lẽ từ chối. Tôi phải cờ lích luôn, cờ lích. Làm hợp đồng đi, sếp giục kìa. Trời ơi, sao nay nó lại số đỏ thế này, ôi giời ơi. Ông ơi, gì ông đấy? Ông xóa cái hợp đồng của tôi đi đấy à? Hợp đồng bà tôi bị làm nhỉ? Sao nhỉ? Hợp đồng tôi giao cho bà làm, tôi có biết bà để đâu đâu mà xóa. Thì khổ quá, tôi làm xong rồi tôi nốt vào đây mà. Tôi đã để sẵn ở ngoài này rồi. Bây giờ kích vào lại không thấy đâu nhỉ, say trắng này nhỉ? Kiểm tra kỹ xem nào. Bà còn để một bản khác ở chỗ khác không? Không có bản nào đâu, tôi để ngay ngoài, tôi ghi hợp đồng, tôi để ngoài luôn đây này. Bây giờ kích, click. Ôi tôi chết rồi. Cái gì đấy? Tôi chết rồi, sao lại trắng xóa này nhỉ? Chết rồi.
bà kiểm tra kỹ lại một lần nữa cho tôi xem cái. Nhanh lên. Ui, sát đánh rồi. Quân Banh lại gửi mail tôi. Cái gì? Ôi, Quân Banh cái gì? Hợp đồng nó mới quan trọng chứ. Bình tĩnh, cái gì? Khổ quá. Ông ơi, Quân Banh nhắn tin mail gì mà bảo là bây giờ file trắng xóa thì không mở được là thế nào nhỉ? Ôi giời ơi, tôi không quan tâm đến gu banh gu beo gì của bà đâu. Tóm lại bây giờ là hợp đồng đâu. Bây giờ mà không có hợp đồng thì sếp... Tôi không mở được, tôi không tìm được mà. Rõ ràng là tôi để ở đây rồi, khổ quá chứ định. Chị, in thêm cái hợp đồng để em mang vào sếp vậy ạ? In rồi, đây. Đây cái gì mà đây? Có hợp đồng đâu mà in. Sao ạ? Là như thế nào ạ? Chị in rồi, chị để đây nhưng mà bây giờ chị không mở được, không mở được. Thôi, chị đừng đùa em nữa. Bây giờ sếp với cả khách hàng đang đợi em ở trong phòng họp kia kìa. Chị đưa cho em đi. Sợ quá, chị nói thật, em gái chị không đùa. Chị rõ ràng là chị hai đứa chị là chuẩn bị để sẵn đây rồi. Hai đứa nào? Một mình bà làm thôi hả? Cái gì ạ? Bây giờ là không có ạ? Ui, thôi chết rồi. Trời ơi, chị ơi, cái hợp đồng này nó quan trọng lắm đấy. Bây giờ nó mà có vấn đề gì là chị đi làm 10 năm cũng không đủ tiền đâu. Này. Làm gì mà loạn thế cả lên thế ạ? Giờ phải làm cứ từ từ, sẽ có cách. Giờ cái gì ạ? Giờ em rối quá anh. Shh. Suy nghĩ. Cái gì đấy? Có cách rồi. Cách gì? Dạ. Anh bảo, bây giờ em xuống. À quên, bây giờ em vào, em bảo với sếp là dẫn khách hàng xuống xưởng để xem sản phẩm nhá. Rồi sau đó thì bọn anh ở trên này, bọn anh sẽ tính phương án giải quyết để tìm được hợp đồng nhá. Kéo dài thời gian có được không ạ? Được quá đi luôn đi hỏi cái gì nữa. Ui lại đấy gì? Bà thấy chưa, tất cả là vì cái lòng tham của bà đấy. Khổ quá, từ từ World Bank lại gửi mail cho tôi đây này. Lại gửi gì nữa? Xin chào, máy tính của bạn đã bị nhiễm virus mã hóa và không thể truy cập vào các tệp tin. Để giải mã, bạn hãy gửi $500 vào tài khoản cho chúng tôi. Sau đó chúng tôi sẽ giúp bạn xử lý sự cố này ngay lập tức. Thế là thế nào? Còn thế nào nữa? Là lừa đảo đấy. Thế là tôi bị tống tiền à? Là bị hack rồi đấy. Mà bây giờ tôi không gửi tiền là nó không giả cho mình cái tệp tin đấy á? Chứ còn gì nữa? Ôi trời ơi, thế là nó giả mạo World Bank rồi. Ôi, tôi đã bảo với bà rồi. Mọi thứ ý, là bà phải xác minh trước. Rồi bà hãy click vào. Bây giờ lừa đảo mạng nhiều lắm. Hacker là nhiều như nấm ý. Bây giờ tôi làm thế nào? Còn làm thế nào nữa? Xem nào, làm thế nào nhỉ? Làm nào? Nghĩ đi. Cứ bình tĩnh. Nằm trong tầm tay, nghĩ đi, quân sư. Đúng rồi. Công ty mình có cậu Kiên IT đấy. Sao không nhờ cậu ấy lên mà xem cho, đúng không? Khổ quá, thế mà không nhắc từ nãy đi. Cứ để ngồi nghĩ nhỉ? Thì cuống quá, ai mà nhớ được. Gọi luôn. Gọi nhanh lên. Ui, Kiên à. Lên phòng chị nhờ tí nhá. Lên luôn. Nhanh. Kiên ơi Kiên, em kiểm tra của chị với. Bây giờ nó bảo chị là phải chuyển $500 vào tài khoản thì nó mới trả lại chị cái file. Chị làm nào bây giờ? Bình tĩnh để em xem lại đã. Máy tính của chị ấy bị nhiễm mã độc rồi. Nhiễm mã độc là thế nào? Chị có làm gì đâu. Có thể là do chị vô tình click vào những cái đường link hoặc lạ hoặc là web đen nào đó chứa mã độc mà chính bản thân chị không biết đấy. Khổ quá, chị thề với em ấy là chị không bao giờ chị click vào những cái web đen web đỏ gì cả. Có mỗi là hôm nay này đấy, có cái mail của bên World Bank gửi cho chị, thế thì sau đó là mail lại luôn là bảo là bây giờ nếu như mà không chuyển vào tài khoản là không trả file cho chị luôn ý. Đây nhá, cái email này của chị ý là giả mạo lừa đảo này. Khi mà chị click vào đường link này ý, tức là chị đã cho phép tải virus tống tiền về máy tính của chị. Thôi xong rồi. Đây chính là loại virus mã khóa dữ liệu máy tính những kẻ tống tiền. Nó sẽ bắt nạn nhân phải chuyển tiền chuộc cho bọn nó. Đúng rồi. Nhưng mà bằng các thủ thuật ấy thì bọn nó sẽ bắt chị phải chuyển nhiều lần tiền mà chưa chắc đã giải mã được dữ liệu đâu. Bọn nó dậy thật. Ôi sợ thế. Cũng may mà chị gọi cho em sớm đấy, không là chết tiền đấy. May quá, cảm ơn Kiên. Đấy, đã bảo rồi, chỉ có Kiên là giải quyết được việc này thôi. Nhà Kiên nhà. Ừ, Tùng ơi. Đâu? Kiên ơi Kiên. Tí về chị mời em đi ăn trứng vịt lộn nhỉ. Ok. Chị bảo này. Bây giờ có xử lý được luôn không? Xử lý hộ chị cái. Thì em đang xử lý đây. May quá Kiên ạ. Bọn này bây giờ lộng hành thật. Không coi pháp luật ra gì. Pháp luật? Máy tính là miếng mồi ngon của bọn hacker mà. Bọn chúng ấy tạo rất nhiều mánh khóe để lừa gạt những người nhẹ dạ cả tin, thiếu kiến thức về kỹ năng đảm bảo
an toàn thông tin cho máy tính của mình nhá. Cách thức tấn công chủ đích ấy thường được thực hiện qua việc gửi email giả mạo. Các email có file đính kèm là mã độc. Đấy. Khi mà người dùng như chị ấy tải hoặc là mở các file đính kèm mã độc đó thì sẽ lây nhiễm vào hệ thống. Mà hiện nay Bộ Thông tin Truyền thông đang cảnh báo rất nhiều về những trường hợp như thế này. Phải cẩn thận, hết sức cẩn thận, được chưa? Đấy. Nhiều khi mình cũng sử dụng máy tính văn phòng nhưng mà mình không nghĩ là bảo mật nó có an toàn hay không. Cứ nghĩ là an toàn nhưng hóa ra lại không an toàn tí nào. Suốt ngày chủ quan. Đặc biệt là với email ấy, chúng ta phải tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc sau này. Thứ nhất, không nên quá tin tưởng những tên được hiển thị trong email lạ. Thứ hai, bỏ qua các email yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, chuyển tiền đổi mật khẩu. Đấy. Thứ ba, cẩn trọng với các email có tiêu đề hấp dẫn, nhạy cảm và khẩn cấp. Đấy. Thứ tư nhá, cẩn thận cân nhắc khi tải về các file đính kèm trong email, tạo thói quen quét virus. Thứ năm này, cân nhắc kỹ lưỡng khi bấm vào liên kết link trong email lạ. Em yên tâm đi, sau cái ngày hôm nay không bao giờ lấy được tiền của chị luôn. Nói thế cho nhanh. Sao? Ui giời, giỏi thế. Được rồi em. Trời ơi, nắng. Rồi, thôi. Cả tuần trứng vịt lộn luôn nhá. Ui giời. Thế thì có mà ăn bội thực à. Thôi, em đi về làm việc đây. Cảm ơn Kiên nhá. Ừ, thôi, cảm ơn. Nào, xem có file hợp đồng túi nào. Kiểm tra xem có file chưa. Đâu, về rồi. Về rồi thì in ra đi. In luôn. Ta chưa? Chưa rồi thì in hợp đồng ra, đưa cho sếp đi. In luôn. Chúc mừng bạn đã trở thành khách hàng thứ 999 của cửa hàng XXX. Click không nhỉ?